ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ15រោចដាច់ខែភទ្របទឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2583ដែលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019បុណ្យកាន់បិណ្ឌនៃប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធធ្វើតាំងពីបូរមបុរាណកាលរហូតដល់មកនៅពេលនេះ មុននឹងឈានដល់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃនាងខ្ញុំនឹងលើកយកគោលបំណងនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរបានដឹងថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗជាច្រើននៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជ
đại diện tên tại hai tháng bài bánh bị thi bằng chồng bánh chỉ bị thi bóng là thông mối không chồng nào bị thi bóng thông thông chỉ ra được không bị thi bằng bà bên chết máy đã trở bóng ra được thua láng chỉ riêng rõ cho nam mình đã ác hàn lợi rồi chỉ chân máy tên bà rộp thua bị thi cắn bánh chỉ riêng rõ cho nam đã kết chắc bị ngày mùi rối thay phê thật bót là ngày chỉ đập buồn rối thay phê thật bót cứ miết là dạy phê đập buồn ngay dương tay này dùng hai tháng buồn ngày bánh mối ngày chỉ đập rắn ngày trong cái hai tháng bị thi bóng chồng bánh bóng cắn bánh trở bàn hai một xem khi tự tàn bằng bóng đã đồng bóng khác hai tháng bóng chồng bánh là hai tháng bóng cắn bánh nên bóng đạp bánh hai nên đồng bóng khác hai tháng bóng đồn tả vậy chỉ là nội cầm khmer được bóng xâm đại trái sang thời đại chùn nát tổng bộ bây rối giảm sập rằm phí bánh chạy cho bà thá bóng ní hai chung một tháng bóng cắn bánh rưu bóng đạp bánh rưu hai tháng cắn bánh rưu đạp bánh cậu bạn bóng cắn bánh rưu bóng đạp bánh chỉ bóng trò bày ní được bóng bóng xa xin đặc ní cài thê ra viết nơi bóng tế Campuchia hay bóng ní mình miễn thua nơi bóng tế đại cổ rục rộm áp rộng bóng xa xin đặc thê ra viết là tây đối chí bóng tế Thái rưu bóng miễn lối rưu viết mà mẹ chịu bóng nơi khóng vì này bóng nhạt bóng ní trẻ bàn bóng xa xin đặc máy thua láng riêng rùa chân em chập bị ngay mùi rốt đó ngay đập ràm rối khai phẹt tập bóng chân lọc khai cả nhà bộ chiếc bột sạch sản lạc máy của bộ ní đại ca dự tây dự tiến xem xếng nhận ả hai chiếc đám tới cốt cung bệ xoan ở khuôn vốn đại cổng bụng cung trăm vô xá để dễ bệ đập răm thay cụt đòi hai bột sạch sản lạc miên cao một miên nhất trong bộ kết trang nổ kích bệ trăm thay nâng đập bầy thiên niết hát bệ xoan trở bàn cốt cung chỉ tiền tọa nút tớ kết chạy chỉ cổng đạo viên khía dự tây dự tiến tới bộ kênh bệ xoan rồi dễ bệ đập bồn thay chạp bị thay môi rốt đập thay đập bồn rối khai phẹt tập bót hai ơi chung một tháng viên tì muối rồi hồ đọc viên tì đọc buồn rồi dạp bê đọc buồn thằng ngày ní trong này thằng ngày thì đọc răm rối đại trực ngày trong khai nước bột sạch sạch nạc bì cực viên tàng ốc ban một chục chồng khía vừa tiên chung bùa sóng chung mùi khía nằm bệ bằng chọc bóng cảnh bẩn ngày thì đọc răm trở nên thằng ngày đọc răm rối khai phê thật bót đại trực ngày trong khai ní ơi chung một tháng chung bánh rồi thằng ngày chung bẩn dương tam kỳ hạ tâm pháp đẹp bột sạch sạch nạc máy bạn lại đang thác bóng chung bánh nít vô lạc nông cụ bóng nông xâm khăn bấy cứ muối tầm bây tùm nông bóng rốt đò bệnh sáng đại cầm cung cung trăm vô xá đà hai đời dẹp bê nít chi bếp là miền phliên thẻ chuột tròm khăn nông áo miền cà lộng bạc xâm rạp bệnh sáng nông cà thua cát tại chỗ bệnh bạc hẹt nít bóng căn bánh rượu bệnh đặc bệnh nít tự bán vô lạc nông bây xâm rạp đò chi bếp hiếp đồng bò bóng chung bánh nít vô lá đập bầy sản phẩm của xóa rứt sạch đầy lõ tạm được dạy các phương tiên này ở cả nít chỉ biết xe đập bầy bóng cát nơi xa mà kì phiếp nâng ai cập hiếp rưu phiếp cho xâm rộng này bởi chi chết đang ngủ kể chưa thế kể ai rung trong nét đòi xâm khăn nâng dạng xa mách nông cả xoay rốc hiệp cho xâm rộng khí tạm bị thân ạ bục cố rồi hộ đòi thân ạ chết bán tạm được dạy bóng cạnh bánh rượu bóng đập bánh nít đòi xa tạm được dạy bóng nít phụ mà nốt đài một bị cực nâng nề ca nâng bị cực chi vượt hiếp một chút trong khía nơi tì vọt chùi mùi khía bò rồi chạy tiên chùi mùi khía sáng kê lò chùi mùi khía xa mà tiên sơ chùi mùi khía bò rồi phô á hát chùi mùi khía chạy rung lết cùng nơi dụ bòn nâng rộ đồng ngọt sát chùi mùi khía chùm phù bánh tì ca nghe bởi chăm ngay chùi mùi bóng cố nâng bóng cố cụ xa nâng cụ xa rứa xa hạ công mùi nâng xa hạ công xế đòi miên chắc bật thịt chá ạ chá cà nạ cà mạc cá rứa bật xong chì nẹ xâm rộp xâm rúa đòi dốc thoa nâng vị này được bọc bật khốt chì khá nà rùng quạc nông cà viết nị cháy rùa hẹt ní tập môn ní tờ bàn cầm nọt bê vì lìa chạy lẹ xâm rạp bật chìa bồ rò tu tăng bật tế thua khá nông là dạp bệnh đôi khía phải bị bầm xem xe mươi chung nguồn đôi chìa bồn bọc buộc có lộng bọc chìa đám đại kê ạch vốt nơi bên nát cậu bản thì bấy bấm chung bánh nít vô lá nằm bầy ủ tư cô xót đó bố cố nẹ khá là xâm đại lưu phát đại bàn lì chạy lâu nít tờ hợi
ឯកសារនេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យដឹងថាបុណ្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីក្នុងសម័យបុត្រកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែសម័យនោះគេមិនហៅថាបុណ្យកាន់បុណ្យឬបុណ្យដាក់បន្លាយគឺគេហៅថាបុណ្យបវរណាបច្ច័យ៤ឬបុណ្យទៅលោកបំរុងបច្ច័យ៤ចំពោះព្រះសង្ឃដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាសម័យនោះមាននាងវិសាខានិងមហាសេដ្ឋីឈ្មោះអនិតបណ្ឌិតជាដើមធ្វើឡើងរយៈពេល៣ខែគត់គឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះសង្ឃកំ
បយុនតាមគេហទំព័រព្រំពេញប៉ុបបានដឹងថាលោកអង្ញាត្រីភិបបានប្រមូលឈើប្រមាណ1500មែត្រគូបពីការិយាល័យរដ្ឋបាលប្រៃឈើចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតកាលពីខែកក្កដាឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាយកឈើសំណល់ពីការិយាល័យរដ្ឋបាលប្រៃឈើនិងក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានប្រកល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន MDS Import Export និងក្រុមហ៊ុន MDS ធម្មតា SEZ របស់លោកអង្ញាត្រីភិបតាមលិខិតពីខតការឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20បុណ្យខែកក្កដាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងដោយការពីឆ្នាំ2013ដែលលោកអង្ញាត្រីភិបបានបង់ប្រាក់ប្រហែល3.4លានដុល្លារដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលឈើប្រណិតចិត្ត5000មេត្រគូបពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើគេហទំព័រដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈលោកឆេងកំសុនប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានថ្លែងថា ឈើប្រហែលជាង1500មេត្រគូបត្រូវបានប្រមូលរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីមានបញ្ជាលោកបន្ថែមថាទួលលេខផ្លូវការមិនទាន់បានគណនានៅឡើយទេខណៈដែលឈើនោះត្រូវបានកំណត់ប្រភេទថាជាឈើសំណល់ដែលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រគល់នោះចំណែកធំនៃឈើសំណល់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនោះត្រូវបានគេគិតថាជាប្រភេទឈើប្រណិត ហើយគឺជាផុសតាំងក្នុងសំណុំរឿងប្រមត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកកំសុនបានបញ្ជាក់ថាសម្បិតតែបន្តពីទួលលេខផ្លូវការបានប្រមូលចំនួនឈើដែលប្រមូលយកដោយលោកអង្គញ៉ាត្រីភិបឯនឹងកើនឡើងខណៈដែលឈើប្រណិតច្រើនថែមទៀតត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកកាប់ឈើដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភ្នំដងរែកបែកខាងជើងឈៀងខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃតំបន់ភៀសបានក្លាយជាអុកញ៉ាកាប់ឈើល
ដែលមានសម្បត្តិធានកັບឈើទៅជាកម្មវិធីបំផ្លែងជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគកម្ពុជានិងបរទេសនៅក្នុងឬជាប់នឹងដីព្រៃអភិរក្សចាប់តាំងពីពេលនោះមកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរងការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងថាត្រូវបានប្រើជាលេបបិទបាំងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំធេង ក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលជីមផ្សាយកាលពីដើមខែនេះអង្គការ Forest Trend បានប៉ាន់ប្រមាណថាឈើនាំចេញដល់ទៅ96%ពីកម្ពុជាគឺមានប្រភពខុសច្បាប់ហើយកត្តាជំរុញចម្បងដែលនាំឲ្យមានការកាប់ឈើគឺគម្រោងដីសម្បត្តិកសិឧស្សាហកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីព្រៃឈើថាគោលនយោបាយបំផ្លាញរបស់ខ្លួនគឺជាកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យគម្របព្រៃឈើធ
bạn bằng hành thái cả cặp chơ phía trán cần là nơi Campuchia đã khó chụp. Ta phép chỉ đại cú rồi viên Campuchia nâng chấn, chúng rồi sẽ tới cách rưu bằng có hành lý phê đo Campuchia bên Anakot. Bởi dũng tạm bảo vị phía này kể hạ tầm bộ ở xí xe rơi bằng chọc sai thái, thân nạn đất nôm rồi thả phía bảo Campuchia tàn tài tới tốt sinh lạc kích nơi bởi tế chấn trang chỉnh kỵ. Rồi tôi sẽ nạc kênh mà đón thả đất nông bởi tế tăng phí tăng tế cho kênh lệnh bốn rung tăng cáp đòi công chế đòi bởi tế Campuchia chỉ đạp. Tùm nạc thầm nông ní càng tại bằng hai phép chất sát rồi hồ đòi Campuchia từ tuổi sqo thá bởi tế chân chỉ đại cụ áp hiệu vọt cực trông trốt đa mình ai khóa bản. Tạp phép chỉ đại cụ ní, ai chung rừng sẽ tự cách càng tại răng môn rước bằng cầu chỉ hai nịp hay xâm rạp sẵn cùng Campuchia ní bệnh ná cốt. Kể hạ tầm bộ ở đây này bằng bằng tốt ở đằng tiết thái. Bằng tốt bị lộn như rộng mình trái hôn sát bằng trở lọt bị tốt nạ kết bị bởi tế chất mà đông. Lúc tăng tại bằng hai lần tập hồi bị tốt nạ kết rồi bỏ lúc. Đồ chí ca tụ tụ bàn nơi kết xã hạ bởi tập bật ca thuê phía ký lưu phần này sẽ tự kết dù thiên nâng cầm cháy xăm bật tiệt. Cất trâm đàm khai cả nhà trang bị bỏ đặc bốn. Nơi bây này lộn tới chỗ rung bị bỏ chân ở diễn lực tì đặc muối. Lộn hôn sáng bắn sản xong tới rồi thả bị bỏ chân và đòi cùng rung cầm cháy khổng phát xã hạ bỏ tập bật ca thuê phía ký xâm rập vì sai ca phía chết nâng xong tới sọc chiệt. Tiếng thân nạn đặc nôm, rồi thả phí bán, nâng mần trầy chọn cấp bố rồi thả phí bán Campuchia bàn từ tuổi sqo thác. Cảm đó hệ rành và thuộc bị bởi tế chân bàn chúi bởi tế Campuchia khổng cá thơ vớt xa mà hà rần đặc Campuchia, chọc chung mùi Asia nâng khổ nông nông bón, tạm rửa dạ cáp chọc tùm nẹ tùm nông lớp nè hệ thái ra chân nà xâm phó nâng cáp chọc bằng đáy ạc kì xin nì.
Bọn tài sát bàn sài chứa nâng nẹ bị phía sẽ tự kết môi chung nương dựa khởi thái. Tâm nẹ tâm nâng thuê phía kia rồi viên Campuchia nâng chấn. Bàn bắt đầu phò bà giá ở khía từ vinh tâm mốt. Khi nâng nước Campuchia tự tuộc bàn bạc cầm cháy nâng ca xâm rúa xâm rạp vi sách bình nạch cắm. Bọn tài chân vinh tự tuộc bán kê xa nạch tí tăng phùng sáng nâng nằm bỏ lạ gì. នឹងការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នត្រូវការធនធានមកពីប្រទេសខាងក្រៅដើម្បីពង្រឹងនិងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺជាថ្នូរនៃការទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរករធនធានធម្មជាតិ របាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានផ្តល់ទឹកប្រាក់សរុប 2,85 ពាន់លានដុល្លារដល់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2014ហើយទឹកប្រាក់ភាគច្រើនបំផុតជាកម្ចីសម្បត្តិដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសងត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅពេលអនាគត ចំពោះការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនលើកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2012មានតម្លៃជិត10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ចំនួននឹងកម្ចីរបស់ប្រទេសចិនបានប៉ះពាល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការលំនៅនៃការជំពាក់បំណុលបរទេសរបស់ប្រជាកាណាដាបានចោទប្រកាន់ម្ចាស់ធនាគារដើមកំណើតខ្មែរពីរនាក់ជាប់ចោទថាបានលាងលុយកខ្វក់100លានដុល្លារ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមនោរម្យបានចុះផ្សាយថាបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដែលគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនេះជាការលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតមួយដែលប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់ប្រទេសកាណាដាមិនដែលបានជួបជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះជាប្តីប្រពន្ធម្ចាស់ធនាគារមួយគូដើមកំណើតខ្មែរហើយត្រូវបានរកឃើញថាបានបង្វិលទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារចេញពីការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀន គេហទំព័រដែលនេះបានបង្ហាញយ៉ាងដឹងទៀតថាករណីនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតដោយប្រើរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយទីបំផុតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះចៅក្រមសាលាក្តីនីតិក្រុងកេបិចបានប្រកាសចោទប្រកាន់អ្នកស្រីលេងគីនិងស្វាមីលោកឈុនស៊ីវែងថាមានទោសនៅក្នុងបទប្រព្រឹត្តជាច្រើនចៅក្រមប៉ាត្រិកហេលីបានសង្ខេបនៅក្នុងសារក្រមសម្រេចនោះថា ជនជាប់ចោតបានទទួលនៅផលិតផលអូក្រិតនៃចំនួនគ្រឿងញៀនដែលមិនត្រឹមតែស្តុកទុកនៅផលិតផលតែនោះទេតែថែមទាំងបានលាងសម្អាតនៅប្រាក់កខ្វក់ដែលចេញពីផលិតផលទាំងនោះជាបន្តបន្ទាប់មកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការផ្ទេរលាងសម្អាតប្រាក់កខ្វក់ទាំងនោះត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងកេបិចនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីមេសិកគុយបាប៉ាហាម៉ាចាមេអ៊ីសេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលលិខិតសម្អាចជាពីការជួញដូរគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រែក្លាយទៅជាមាសពេជ្រអាគារឬត្រូវបានផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬយកទៅដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចៅក្រមបានថ្លែងបន្តទៀតថាបើទោះជាគ្មានចំនួនទឹកប្រាក់ច្បាស់លាស់ជាភស្តុតាងតែនៅមានភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលគេអាចដឹងបានថាចំនួនទឹកប្រាក់មានចំនួនច្រើនជាង100លានដុល្លារ ចៅក្រមបានពន្យល់ទៀតថាអ្នកស្រីលេខនិងលោកឈុនធ្លាប់មានធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចហើយហើយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ចង់ប្រកបរបរនេះនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាបន្តទៀតលោកចៅក្រមបានបន្តទៀតថាហើយពួកគេត្រូវការលុយដើម្បីប្រកបរបរនេះបានការវិនិច្ឆ័យទោសនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅខែតុលាខាងមុខតែបើតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកាណាដាជនសង្ស័យអាចនឹងទទួលទោសរហូតដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយនឹងការរឹបអូសយកទ្រព្យសម
ប្រទេសកាណាដាដែលធ្វើឲ្យគេគិតថាចន្ទសង្ស័យអាចនឹងមានបំណងរត់គេចខ្លួនដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែននោះប៉ុន្តែចៅក្រមបណ្ឌិតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹងថាកងកម្លាំងនគរបាលនៃប្រទេសកាណាដានឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចគេចខ្លួនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស្មីរិយាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា